Ngày xưa, Minh Dũng và Đức Duy là hai chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng thời bấy giờ. Dân làng ai muốn có hàm răng đen bóng hay là mái tóc đen mượt đều phải cất công tìm đến đây. Minh Dũng nức tiếng xa gần với bí kíp gia truyền được đúc kết, răng không đen không lấy tiền. Còn Đức Duy thì vang danh với cả bí kíp tóc đen không cần bon chen. Làn sóng hoa hậu từ các đấu trường nhan sắc gần đây thì đã tạo nên những cái xu hướng làm đẹp hoàn toàn mới. Nhưng mà từ ngày xưa ấy, thì cái việc mà đầu tư vào nhan sắc đã được chú trọng rất là nhiều rồi. Vậy thì không biết là các tuyệt sắc giai nhân đã có những cách trang điểm này hay là nâng tầm khí chất của mình như thế nào nhỉ? Và hãy cùng du hành ký ức ngược dòng thời gian để tìm hiểu rằng các bí kíp làm đẹp thời xưa như thế nào nhá. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Để có mái tóc dài đen óng ả, người xưa dùng nước đun từ quả bồ kết khô, quả bồ hòn hoặc là từ lá mùi, lá hương nhu, củ sả, chanh hoặc là vỏ bưởi. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng nước vo gạo, nước cốt chanh, dầu dừa để làm sạch tóc, giúp cho tóc sáng bóng và mềm mại. Theo như quan niệm thẩm mỹ ngày xưa thì một hàm răng đen mới được coi là chuẩn mực của cái đẹp. Và không chỉ đối với riêng nữ giới mà cả nam giới cũng vậy. Và để có được một hàm răng đen nhánh hạt tuyền thì người ta cần phải trải qua nhiều bước nhuộm công phu và bao gồm có 4 bước chính. Sau mỗi bữa ăn, người nhuộm răng phải đánh sạch răng bằng vỏ cau khô, có nơi còn dùng bột than củi. Sau đó, súc miệng kỹ bằng nước có tính axit mạnh như chanh hay giấm. Trước khi đi ngủ, có thể ngậm thêm vài lát chanh mỏng. Axit sẽ làm mỏng bề mặt ngoài của men răng, giúp thuốc nhuộm dễ kết bám hơn. Người ta dùng bột nhựa cánh kiến tán nhỏ, vắt chanh vào rồi để kín trong 7 ngày cho chất chua của chanh thấm vào bột cánh kiến. Dùng hỗn hợp này quét vào mảnh lá dừa hoặc lá cau, đợi lúc đi ngủ thì áp vào hai hàm răng. Làm nhiều lần như vậy cho đến khi màu cánh kiến ăn dần vào răng, màu răng chuyển dần sang màu đỏ thẫm là được. Sau khi răng lên màu đỏ như ý muốn, lúc này vẫn dùng bột cánh kiến nhưng hòa với phèn đen, rồi cũng quét hỗn hợp này lên lá dừa hoặc lá cau, đợi khi đi ngủ thì áp vào răng. Lần nhuộm đen này chỉ cần khoảng 2 đêm là được. Công đoạn này có tác dụng giữ màu đen cho răng. Người ta lấy gáo dừa già đã phơi khô rồi đốt cho gáo dừa chảy ra thứ nhựa đen sền sệt, rồi lấy nhựa đó phết vào răng, răng sẽ có màu đen bóng và lâu phai. Cơ mà đẹp là những niềm đau mọi người ạ, bởi vì những thuốc dùng để nhuộm răng là những chất nồng, cay nên là rất dễ làm cho môi này cũng như là lợi của người nhuộm răng bị sưng tấy, và do đó thì họ rất là vất vả trong việc ăn uống cũng như là phải kiêng khem rất nhiều thứ, tất cả vì một hàm răng đen bóng. Công nhận là đẹp là những niềm đau, nhưng mà ngày nay nhiều người sẵn sàng đau trong hoan hỉ để làm đẹp bằng nhiều cách thức. Vậy thì ngày xưa không biết là thời phong kiến mọi người đã có những cái cách sử dụng mỹ phẩm như thế nào để làm đẹp nhỉ? Trong sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn thì có nhắc đến một loại nước hoa như sau. Người ta hái hoa bưởi, cất theo cách cất rượu mà cất nước hoa, lấy mấy giọt nước hoa đó bôi vào đầu thì thấy thơm mát, những nhà quý phái thường dùng để tặng nhau. Trong các sản phẩm dưỡng da thời xưa thì phấn nụ là nổi bật hơn cả. Phấn nụ được các cung nữ tự chế từ bột cao lanh của những tiệm uy tín, gạn đi gạn lại nhiều lần, sau đó đổ thành những nụ hoa, đem phơi khô cẩn thận và đem ướp với thảo dược và hương hoa. Các loại mỹ phẩm khác, một số tài liệu cho biết bột cho tán mịn từ gỗ cây dùng để tô kẻ lông mày. Sáp dưỡng môi thì làm từ sáp ong trộn với một số hương liệu để tạo mùi thơm. Son môi được tạo từ phẩm màu tự nhiên như màu hồng lấy từ hoa hồng, màu đỏ lấy từ đất sét đỏ. Đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết yêu thương bản thân mình đủ sâu. Và chuyến du hành ký ức lần này thì có khiến các bạn mong muốn tìm hiểu thêm về tục lệ thời xưa không? Hãy để lại chủ đề các bạn quan tâm bên dưới và hẹn gặp lại trong những chuyến du hành ký ức tiếp theo nhé.